Cái anh chị qua hùa theo cho vui á mà. Hùa cho vui mà. Không, em qua là tại lâu lắm rồi em được ngồi chung với hai anh chị á. Hồng bé ơi, đây là lần đầu tiên cả ba chúng ta được ngồi chung với nhau đó. Lần đầu tiên anh chị được ngồi chung với lại bé Tuất. Chứ chị với anh Thịnh á hả, một tuần 7 ngày là gặp nhau 49 lần luôn á. Trời ơi, sợ lắm em ơi, sợ lắm. Ê, có cái này sợ hơn nữa nè. Sao sao? Tao nói hàng ở ngoài kia đó, anh cũng là kiểu như là cũng được đóng vai hoàng tử ha. Mà vô tới 12 con giáp 8 chuyện thiên hạ là các bạn biên kịch ưu ái mình hay sao á. Giao cho mình những cái vai là những người chồng nhút nhát nè, những chuyên gia lừa đảo. Ủa mà quên, em còn một chuyện gấp nữa. Ngày hôm nay có một buổi gọi vốn rất là kịch tính. Chưa. Làm sao mà kịch tính được, bởi vì chúng ta chưa có gửi lời chào đến quý vị khán giả. Em này. Rất vui được gặp lại quý vị, và ở đây chúng tôi là ba con giáp đại diện cho 12 con giáp 8 chuyện thiên hạ. Rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc của chúng ta là 19 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Và chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Sao? Hồi nãy em nói cái gì nè? Một buổi gọi vốn mà rất là kịch tính luôn. Căng thẳng lắm không? Dạ rất là căng thẳng luôn. Dạ. Căng thẳng cho nên lại nãy giờ làm cho bé Tuất của chúng ta rất là rối đúng không? Rối đúng không? Rồi em lo. Rồi không sao, cần không rối sao. Nữa đã có anh chị ở đây rồi. Cho nên chúng ta chỉ cần cùng nhau tám chuyện thôi. Chào mừng các em đến với buổi gọi vốn ngày hôm nay. Bây giờ ai sẽ là người xung phong đầu tiên? Dạ em. Wow. Sáng nha. Bắt đầu một ngày mới với một cô gái xinh đẹp như thế này, tin là sẽ có rất là nhiều điều thú vị. Dạ, em xin được chào các nhà đầu tư. Em tên là Trang. Hiện tại em là một nhà sáng lập và điều hành chính một thương hiệu thời trang nổi tiếng mang tên là Cha. Wow, dạ. Và ngày hôm nay em đến đây để kêu gọi đầu tư 500 triệu cho 1% cổ phần. 1% cho 500 triệu em hả? Công ty của em hiện tại thì có lợi nhuận là bao nhiêu rồi? Dạ, hiện tại thì công ty em lỗ. Công ty em lỗ 40%. Wow, em nghĩ là công ty mới thì mình chắc chắn mình phải chịu một chút xíu lỗ để sau khi từ từ đến cái giai đoạn phát triển thì nó sẽ vươn xa vượt bậc. Em đã có bao nhiêu năm kinh nghiệm trong vực này rồi? À,
Dạ, em có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang. Cho nên em rất tự tin về em, tự tin về công ty mình sẽ ngày càng tiến xa hơn. Cho nên ngày hôm nay em đã đến đây để gặp các nhà đầu tư ạ. Điểm thu hút nhất của cái doanh nghiệp của em là gì? Là em. Chính em. Với kiến thức và nhan sắc của mình, em tự tin mình sẽ thu hút được khách hàng để khách hàng đến với doanh nghiệp của em. Em trộm nghĩ là lúc bạn bè em hút trà sữa, là ngay cái lúc đó em đã bắt đầu khởi nghiệp. Và ngày hôm nay em đang đứng đây là một doanh nhân. Em sẽ có một cái vị trí là một doanh nhân thành đạt trong tương lai. Wow, và em hút về 40% lỗ. Hay. Hay chứ, đâu phải ai. Cô bé này có vẻ thú vị đó. Không phải ai cũng dám làm nha. Đối với em 40% lỗ đó nó chỉ là một bước đệm ban đầu. Để từ đó em sẽ có lỗ nhiều hơn. Không ạ, nó sẽ vươn xa hơn. Vậy thì chị muốn hỏi là nãy giờ là những cái mình đã qua rồi, mình đã lỗ rồi. Dạ. Thì khi nào em có lợi nhuận? Khi nào em có lợi nhuận đúng. Em không cần phải lặp lại câu hỏi của chị, trả lời thôi đó. Dạ, em nghĩ là khi mà cái doanh thu tổng mà nó sẽ trừ cho các vốn cũng như những khoản chi trả khác. Tất cả còn lại một con số dương thì em sẽ có lợi nhuận. Tuyệt vời. Một cô gái vừa xinh đẹp vừa có kiến thức về kinh doanh, tất cả những điều hoa mỹ của em nói vừa rồi đó đều là kiến thức cơ bản em nhé. Thật sự, và cái cách hành văn của em thì người ta mới thấy cái sự trau chuốt của đúng, em đúng. Và cái sự thuộc bài của em. Cái gì này mà nếu mà ở trong trường là 10 điểm. Và thực tế là tôi sẽ đầu tư cho em. Wow. Cha. Đây là câu chuyện thực tế. Tôi sẽ đầu tư cho em. Đầu tư cái gì? Cái tôi đầu tư ở đây là đầu tư vào con người. Tôi tin vào mắt nhìn người của mình. Tôi nghĩ rằng trong tương lai doanh nghiệp của cô ấy sẽ phát triển và còn đi xa hơn nữa. Dạ em cảm ơn ạ. Đầu tư vô con người đúng rồi đó. Chúc mừng em. Dạ em cảm ơn các nhà đầu tư ạ. Cùng đến với người thứ hai đi ha. Người thứ hai. Người tiếp theo. Bé ơi. Tới lượt em. Dạ. Ê, rung. Ấn tượng chưa? Chị bắt đầu thấy em rất là có cảm tình, thu hút chị rồi đó. Em trình bày đi. Dạ. Em đã thuộc phần thuyết trình rồi với vậy. Em không cần sổ chị. Thuộc rồi, không có cần cầm sổ. Không cần thì mình bỏ rồi ra đi. Đúng rồi. Để ra đi. Dạ. Không cần cầm gì cả rồi, em bắt đầu đi. Dạ. Hiện tại công ty của em đang em coi lại sổ được không chị? Thì ra là bạn nhân diện cái nét là mình là một cái sổ tay. Cái sổ tay ghi chép. Rung quá, em quên hết rồi. Ai mà diễn được như vậy trời ơi. Rất là chân thật. Em không có tự tin lắm, đúng không bé? Dạ đúng chị, tại hồi nhỏ tới lớn em hơi kém giao tiếp với người ngoài á chị. Một doanh nghiệp đi kêu gọi vốn đầu tư và đưa đến đây một cái người kém giao tiếp, đó là một cái bước sai lầm đầu tiên mà rất hiếm một cái doanh nghiệp nào có thể mắc cái sai lầm đó. Chiến lược. Cái chiến lược này có thể là chiến lược để gọi lòng thương à. Đúng, chiến lược sai lầm đó. Hiếm lắm. Chị ngồi đây bao nhiêu năm rồi chưa bao giờ thấy cái trường hợp này chị. Tiếp tục để em cho tất cả các nhà đầu tư thấy được cái sai lầm của công ty em đi. Tiếp tục sai lầm đi. Công ty của em hiện tại đang phát triển nuôi trồng thủy hải sản. Cái mô hình đó thì định là phát triển như thế nào em hả? Hiện tại thì công ty em cũng khá là nhỏ. Bởi vậy em mới có mặt ở đây trước mặt anh chị để muốn mở rộng công ty. Mở rộng công ty và mở rộng chi nhánh. Bởi vậy em mới muốn xin anh chị vốn đầu tư ạ. Tại vì với cái khả năng ăn nói của em cộng với cái sự thuyết trình nãy giờ của em thì chị rất là lo lắng và không biết là công ty em lợi nhuận như thế nào. Mà hiện tại công ty của em đang có lợi nhuận là 120% ạ. 120% ạ. 120%? Nó là 120
3%, nhưng mà tại vì 120 làm tròn cho nó cho nó dễ ạ. Và em muốn mở rộng công ty. Dạ. Chị nghĩ là em đừng nói nhiều nữa. Tại vì chị nghĩ là em nói một hồi là không còn ai muốn đầu tư cho em hết. Dạ. Vì cái khả năng ăn nói của em nó bị kém á. Ủa chị, mà em không, còn đừng, em đừng, còn đừng, nhiều. Đừng dừng ở đây là đẹp rồi. Dạ. Chị đầu tư cho em. Hả? Chúc mừng em đã được nhà đầu tư Diễm Trang đầu tư cho em rồi đó. Em biết tại sao? Tại vì lợi nhuận 120% thì mình không có nói nhiều, mình chỉ có đầu tư thôi. Mình nên dùng cái lợi nhuận 120% mình thuê người ra đứng nói chuyện giùm mình. Đúng rồi. Thế đó là hay nhất. Hay quá em ơi. Chị đầu tư cho em. Chúc mừng em. Chúc mừng nha. Chúc mừng nhà đầu tư Diễm Trang nha. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn em. À, còn một người nữa thì anh hy vọng là sẽ có những cái ý tưởng điên rồ, anh thích những cái gì táo bạo. Em xin chào các nhà đầu tư. Chào em. Em là Khang. Em xin kêu gọi 50 tỷ cho 10% cổ phần. Công ty em là công ty gì? Kinh doanh cái gì mà táo bạo vậy? Dạ, em chưa có công ty. Hả? Em chưa có công ty gì chứ em có cái gì? Dạ, em có ý tưởng anh. Wow. Em có con thuyền lớn. Em rất cần một người bạn đồng hành. Lôi con thuyền lớn với em. Em tin chắc rằng ý tưởng lớn này của em á sẽ dẫn đầu xu thế, thậm chí là vươn ra khỏi thế giới. Em chưa có công ty, chỉ mới có ý tưởng. Mà em nói chúng tôi phải bỏ cho em 50 tỷ. Tôi phải bỏ 50 tỷ cho em để làm cái gì? Để biến ý tưởng thành hiện thực. Dưới mặt đất á, kiểu là mình bay hơi cao hơi xa thì bị lỡ là mình... Không có lỡ chị, không có nhân luôn. Không, ý là lỡ. Không, 100%. Em chắc chắn. Nếu mà em chắc chắn 100% thì tại sao em không tự làm đi? Tại em không có 50 tỷ. Đúng rồi. Chính xác. Nếu người ta 50 tỷ người ta đến đây chi? Đúng rồi, có 50 tỷ tự làm luôn. Đúng rồi, có 50 tỷ tới đây làm gì nữa? Anh có thể nói em một câu được không? Dạ. Mình có cái năng lượng của tuổi trẻ. Đúng rồi, mà đừng có háo thắng quá, đừng có ngạo mạn quá. Đừng có háo thắng quá. Nhưng mà anh thích cái ý tưởng của em ơi. Thích cái ý tưởng của em ơi. Chúc mừng em, anh đầu tư cho em. Ủa? Chưa ý tưởng. Không cần nghe ý tưởng. Nhà đầu tư năm, suy nghĩ lại đi. Mình chưa có nghe ý tưởng mà. Không cần suy nghĩ, tôi thích những người táo bạo. Em không có công ty đúng không? Đúng rồi. Em thích sống lớn đúng không? Đúng vậy. Tôi sẽ là người đóng thuyền cho em. Nhưng bây giờ lao ra biển là nhiều khi không thấy bờ luôn á. 50 tỷ lần đó. Sóng gió phải vượt qua thì mới tạo nên một con người thành công được. Em sẽ là người đứng trên đầu sóng ngọn gió. Anh tin là như vậy. Bây giờ chưa có thuyền, không đi. Cảm ơn em. Anh sẽ đi liên hệ bên chỗ đóng thuyền cho em liền. Không, nghĩ lại đi. Cái gì vậy? Không, cứ suy nghĩ. Không. Cái em nha. Sao hay vậy? Sao mình nói quá trời nói luôn. Được có chút xíu rồi, bên đây nói không có ý tưởng gì được 50 tỷ à. Đừng dạy doanh nhân cách xài tiền. Người thành công luôn có đối đi riêng. Như tôi đã nói ban đầu, là do các cô các cậu không tự tin vào bản thân mình, cho nên vẫn chưa bung hết lực ra được. Vậy thì ngày hôm nay tôi cần tất cả mọi người phải hạ quyết tâm, tin mình làm được, nhất định sẽ làm được. Được không? Dạ. Rồi. Anh, hạ quyết tâm có giống hạ quyết áp không anh? Hạ quyết áp là khi nào mình làm việc mệt quá, trời nắng nóng quá, ngồi xuống nghỉ ngơi, uống miếng nước, ăn miếng bánh, bình tĩnh trở lại, khỏe khoắn lại, làm việc tiếp. Được chưa? Dạ, dạ. Còn hạ quyết tâm anh? Hạ quyết tâm là khi nào mình làm việc đó chưa xong, mình phải quyết tâm làm cho bằng được, làm cho xong mới thôi. Rồi. Được chưa? Dạ, được rồi. Rồi. Bây giờ như thế này, chúng ta cần phải đặt ra những giả thiết và trả lời những câu hỏi. Bao lâu bán được 1 tỷ gói mè? Cái gì? Bao lâu bán được 1 tỷ gói mè? 1 tỷ gói mè? Nhiều lắm á. Cậu áo vàng lợt, mời đứng lên. Em hả? Bao lâu bán được 1 tỷ gói mè? Gói mè... Trả lời lại đi. Mè gì anh? Bao lâu bán được 1 tỷ gói mè? Trả lời nhanh. Bao lâu bán được 1 tỷ gói mè? Em bán kìm bán răng. Bạn kèm tính rằng có biết được bao lâu bán được 1 tỷ gói mè không? Dạ không. Chính xác. Đó chính là điều tôi cần nghe. Không biết mới phải đi học. Đúng không? Là sao? Không biết mới phải đi học cách làm giàu.
bây giờ không cần biết các cô gái bán cái gì ha, chỉ cần khách hàng hỏi mình phải trả lời cho bằng được, đó chính là sự tương tác với khách hàng. Vậy thì bí kíp thành công ở đây là gì? Bí kíp thành công, bí kíp làm giàu là gì? Là chính các cô các cậu ở đây vỗ tay. Anh ơi, cho em hỏi là mình bán mè đen hay mè trắng anh? Thôi được rồi, bây giờ vậy. Mè đen, mè trắng đều là mè cả. Vấn đề ở đây không phải là mè gì, vấn đề ở đây là giá trị sản phẩm, giá trị cốt lõi mà của sản phẩm của bạn đưa ra thị trường bán cho khách hàng là bao nhiêu thôi, hiểu không? Nhưng mà làm sao để có 1 tỷ gói mè anh? Như thế này, mời cậu ngồi xuống. 1 tỷ gói mè mình bán cho một người, thí dụ như một gói mình lời 1 đồng, bán cho 1 tỷ người mình lời 1 tỷ đồng, được chưa? Yeah. Dân số Việt Nam theo thống kê năm 2021 là 98,2 triệu dân. Vậy chi là mình phải bán cho mỗi người 10 gói mè. Ồ, làm sao bán đây? Làm sao bán đây? Nhiều quá. Một người 10 gói. Chiến lược kinh doanh đâu? Kế hoạch marketing chuẩn đâu? Vỗ tay. Tiếp theo nữa, làm nhà máy sản xuất mè, phân phối lên các hệ thống trên toàn quốc. Nhưng cái điều này thì cần thời gian, ý chí và sự kiên định của các cô các cậu ngồi đây, được chưa? Em lại có một thắc mắc. Mời em. Làm sao để hạ quyết tâm anh? Trong câu hỏi của em đã có câu trả lời. Ủa? Đó chính là làm. Em có làm rồi, em làm nhiều lắm nhưng vẫn chưa thành công. Vậy thì cứ tiếp tục làm rồi sẽ thành công. Thất bại là mẹ thành công, quan trọng là sau mỗi lần thất bại cậu học được gì qua những lần thất bại đó. Đúng, cái này em chịu nè. Đúng rồi. Tại em có nghe nói là mình tàn nhưng mà mình không phế. Đúng. Còn sức là mình còn làm. Chính xác là như vậy. Có hiểu rồi ta. Sao, có vấn đề gì? Tức là mình có cố gắng, mình có quyết tâm, mình có làm mà cũng có thể bị thất bại. Rồi, cậu có biết sự khác biệt giữa người thất bại và người thành công là sao không? Người thất bại là khi họ thất bại, họ bỏ cuộc. Còn người thành công, họ làm tới khi nào họ thành công thì thôi. Thì, mấy lần trước chuyên gia cũng nói y chang vậy đó. Thì đó. Cái ông gì ta em quên rồi. Ông Bill Gates. Chính xác, ông Bill Gates. Ngày xưa Bill Gates đã từng bỏ học đại học và tất cả mọi người nói ông ta thất bại. Chính xác. Nhưng ông ta có quan tâm không? Ông ta không quan tâm. Ông ta chỉ tập trung cho bản thân mình, học cách làm giàu. Bây giờ học làm giàu mà cứ nghĩ thất bại hoài, làm sao giàu được? Đúng không? Không có, em không có nghĩ thất bại, mà em thất bại thiệt. Em thất bại tới 5 lần rồi. Nhưng mà em khác Bill Gates ở chỗ là nhà em nghèo. Còn Bill Gates người ta giàu. Lỡ mà người ta có thất bại đi chăng nữa thì cũng có gia đình phía sau hậu thuẫn. Còn như em thất bại thôi đúng không? Là phía sau chỉ có em cho 3 con người ngồi đây thôi. Là người ta có nền tảng. Đúng rồi, người ta giàu sẵn, nhà người ta giàu lắm. Thì đó chính là lý do mà cậu học khóa học này nè. Đó là tôi cam đoan rằng sau khi học xong lần thứ 6 cậu thành công. Được chưa? Ủa là sao lần thứ 6 là học bao lần rồi? Học mấy lần rồi? Tôi học 5 lần rồi. Từ cái khóa đầu tiên mà khóa vỡ lòng là xây dựng hình ảnh cá nhân nè. Xong rồi tới khóa làm giàu cơ bản nè. Rồi tới khóa làm giàu nâng cao nè. Nói chung là có như là học hết rồi đó. Ủa là ông này học mấy khóa mà còn chưa thành công vậy? Tụi mình mới học khóa đầu chừng nào mới thành công? Kiếp sau. Chừng nào mới bán được 1 tỷ gói mè hả? Như hồi nãy tôi đã nói là chúng ta phải hạ quyết tâm. Hôm nay phải hạ quyết tâm, cố gắng lên mà mọi người ơi. Nói mới nhớ nha. Giờ tôi mới để ý nha, sao tôi thấy lấn cấn sao? Đợt trước ổng cũng nói y chang vậy á, giờ cũng nói vậy. Mà kiến thức ổng chỉ cho tôi là về áp dụng thực tế không được, toàn trên trời mây gió gì đâu không ạ? Sáo rỗng hay không? Là có khi nào lừa đảo đúng không? Đúng rồi, không mọi người mà, phải tin tôi. Mọi người 1 tỷ gói mè không? Mọi người bình tĩnh, phải tin tôi. Có luôn. Có bài 1 tỷ gói mè luôn á. Đây, tôi giàu thật, tôi mới chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn chứ đúng không? Tôi giàu thật mà, phải tin tôi. Cái đeo vàng mà, ổng có đeo vàng. Đây. Đúng rồi, ổng giàu đeo vàng là đúng rồi. Giàu là nhờ tiền của mình đóng nè. Một khóa đâu có ít tiền đâu. Nè cậu kia. Ai nghĩ là lừa đảo nghe. Cậu kia không được, anh nói bậy bạ nghe chưa? Bây giờ nó bậy, tôi thua cậu bây giờ đó. Trời ơi, thua tôi. Anh thua tôi hả? Tôi mời anh luôn á, bây giờ anh đưa ra thì anh có bằng sư phạm không? Anh có giấy phép kinh doanh không đúng không? Vậy mà cũng nhận mình là sư tổ làm giàu, bậc thầy kinh doanh, tôi lạy anh luôn anh ơi. Anh nhìn tụi tôi đi. Anh bình tĩnh được không? Tôi không bình tĩnh được nữa, tôi hết kiềm chế được. Bây giờ anh nhìn đi. Anh mở con mắt to ra nhìn này. Anh sao anh đến được đây nói giùm tôi coi. Không có chỉ mình tôi. Anh có biết anh này phải bán bao nhiêu mè trắng mè đen mới được có mặt ở đây không? Còn tôi phải bán bao nhiêu hộp sữa mới có mặt ở đây không? Rồi, tôi hiểu. Rồi cái gì anh thấy chưa? Anh mở mắt to lên nhìn tụi tôi nè. Anh đừng ăn tiền xương máu tụi tôi khổ lắm rồi. Rồi, giờ sao? Anh trả tiền không? Tôi quậy đó. Giờ sao? Không giải thích. Giờ trả tiền đi. Mà sao?
Wow. Hả? Là em đang chờ tụi anh qua hùa với em đúng không? Không quái ơi, không bé ơi, tụi anh biết hết rồi. Thôi đừng có chọc em nhỏ nữa. Mình chọc nhiều quá coi chừng mình quên là phải chào tạm biệt quý vị khán giả đó. Ủa khoan, cái gì mới đây mà chào rồi? Hết giờ rồi hả? Sao mới vừa tới mà hết chương trình rồi? Đúng rồi, thời lượng phát sóng chương trình chúng ta thì có hạn thôi. Cho nên là đừng quên phải nhắc quý vị khán giả vào cái khung giờ phát sóng quen thuộc để mọi người cùng đón xem. Đó là 19 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng với công ty Đông Tây Promotion phối hợp thực hiện. Và ngày hôm nay thì mới biết chuyện này quan trọng lắm. Chuyện gì vậy? Đó là em Túc của chúng ta nè, tuổi trẻ tài cao. Tuy là còn rất là trẻ nhưng mà đang có rất là nhiều vai diễn đầy thử thách, hấp dẫn kịch tính trong thời gian tới. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau chờ đón xem những vai diễn đầy thú vị và vô cùng hay ho của em Túc sắp tới nha. Đúng rồi, còn bây giờ thì còn chần chờ gì nữa mà chúng ta không nói lời chào tạm biệt quý vị khán giả. Và bây giờ thì tỷ tương tửng Việt Trang, Túc bất tỉnh Đình Khang, Thình Thông Thái Đông Hải xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.